Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 6 tháng 3 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin vì sao Tô Lâm lại tung cước vào Trần Thanh Mẫn và liệu ai sẽ thắng. Xem ra ghế Bộ trưởng Bộ Công an mà ông Tô Lâm đang nắm giữ 5 năm qua giờ đây đang gặp sóng gió mạnh. Vừa rồi vụ chuyên án VT17 đã khơi lại như một mũi tấn công vào Tô Lâm trước thềm Hội nghị Trung ương 2 sắp diễn ra. Mũi tên này được giới thạo tin cho rằng có khả năng là do ông Trần Thanh Mẫn muốn hạ uy tín Tô Lâm để tranh đoạt chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an mà ông Tô Lâm đang nắm giữ. Đấy là điểm yếu đầu tiên của Tô Lâm có người đã chọc phá. Tuy nhiên, ông Tô Lâm còn điểm yếu nữa thứ hai nữa, đó là điểm yếu gì? Đó là những tiêu cực của Bộ Công an có liên quan đến thương vụ mobile phone mua AVG. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm đang bị khui hai điểm yếu trước thềm Hội nghị Trung ương 2 khóa 13 sắp tới. Được biết vào năm 2016, khi nhận nhiệm vụ Bộ trưởng, ông Trương Minh Tuấn cũng yêu cầu rà soát thì thấy chưa có danh mục tài liệu mật nêu yêu cầu vụ pháp chế đề nghị Bộ Công an. Tuy nhiên, khi mà vụ án AVG bị khui ra, thì bên Bộ Công an đã vội vã đưa ra một số tài liệu trong thương vụ mua bán này vào diện tài liệu mật để ngăn cản luật sư bảo chữa tiếp cận hồ sơ. Trong phiên tòa xét xử vụ đại án này, luật sư Phan Trung Hoài, người bào chữa cho cựu chủ tịch Mobile Phone Lê Nam Trà, đã hỏi Trương Minh Tuấn rằng có phải do có yếu tố nhạy cảm về an ninh nên Bộ đề nghị đưa giao dịch mua cổ phần AVG vào tài liệu mật hay không? Thì ông Tuấn đáp rằng theo ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Bắc Son, Bộ Thông tin và Truyền thông đã giao cho vụ quản lý doanh nghiệp chuẩn bị nội dung và ông Tuấn đã ký công văn này gửi Bộ Công an. Ông Trương Minh Tuấn cũng khai không biết các văn bản trao đổi giữa Bộ Thông tin và Truyền thông với Bộ Công an, Mobile Phone. Ông trình bày thêm, tôi chỉ được đọc các văn bản theo chỉ đạo và bút phê của Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, còn việc chuyển cho ai nữa thì đó là trách nhiệm của Bộ trưởng. Như vậy thì đây là điểm yếu thứ hai cho ông Tô Lâm. Được biết, trong một cuộc họp tiếp xúc cử tri tại Cần Thơ gần đây, ông Trần Thanh Mẫn đã nhắc lại đại án này như muốn chọc vào yếu điểm của Tô Lâm. Bị chọc vào huyệt điểm, ông Tô Lâm lập tức tung cước phản đòn. Bất ngờ vào ngày 1 tháng 3, ông Tô Lâm cho khởi tố bắt giam bà Bùi Thị Lệ Phi, cựu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ cùng 10 bị can khác. Bà Phi và các bị cáo khác bị bắt vì đã nâng giá khống thiết bị y tế khi bà này đang còn làm giám đốc Sở Y tế Cần Thơ, nhiệm kỳ 2010-2015. Bà bị truy tố theo Điều 222 Bộ Luật Hình sự là vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Vừa bắt xong, Tô Lâm cho ông Thiếu tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng Bộ Công an thông báo ngay với báo chí để làm ầm lên vụ án này. Điều đáng nói là ông Tô Lâm bị khui ra vụ chuyên án VT17 xảy ra cách đây 4 năm, thì nay ông Tô Lâm lại tiếp tục bị khui ra vụ sai phạm của bà Giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ cách đây 8 năm. Nghĩa là hai đối thủ này đang dùng cùng một món võ để nhắm vào nhau. Đó là họ khui lại những sai phạm cũ từ rất xa. Nhưng không sao, ông Tô Lâm có công cụ điều tra nổi tiếng là bức cung nhục hình. Đã bị các tổ chức quốc tế lên án nhiều năm qua, họ đã dùng công cụ đó thì bị can khó mà giữ kín miệng. Đây là hình ảnh báo Dân Trí đưa tin về vụ án liên quan đến bà cựu giám đốc Sở Y tế Bùi Thị Lệ Phi. Trình bày vì lý do khiến khởi tố vụ án, báo Dân Trí viết như sau. Cụ thể, căn cứ vào tài liệu điều tra thu thập được, xác định đối tượng liên quan tại Sở Y tế Cần Thơ là chủ đầu tư là công ty đơn vị dự thầu NGJOS, công ty cổ phần thẩm định giá BTC và công ty liên doanh tư vấn y tế Mikrosus Việt Nam là đơn vị tư vấn thẩm định giá đã có hành vi vi phạm quy định về luật và đảm bảo công bằng minh bạch trong đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại Sở Y tế thành phố Cần Thơ, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản nhà nước. Mối liên hệ giữa bà Bùi Thị Lệ Phi và bà Tân, Ủy viên Bộ Chính trị Trần Thanh Mẫn. Bà Bùi Thị Lệ Phi là Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ nhiệm kỳ 2010-2015. Được biết, vào năm 2010 đến năm 2015, ông Trần Thanh Mẫn cũng là Bí thư thành phố Cần Thơ. Như vậy thì bà Bùi Thị Lệ Phi là thuộc cấp của ông Trần Thanh Mẫn khi đó. Tuy nhiên, đó chưa phải là mối liên hệ khăng khít. Được biết, vào năm 2012, ông Trần Thanh Mẫn đã vận động ông Chủ tịch nước lúc đó là ông Trương Tấn Sang ký quyết định trao tặng huân chương chiến công hạng 3
cho Sở Y tế thành phố này. Đây không phải là phần thưởng của Chủ tịch nước mà là phần thưởng của ông Trần Thanh Mẫn. Nếu ông Mẫn không vận động thì ông Trương Tấn Sang chẳng biết Sở Y tế thành phố Cần Thơ có gì mà phải trao tặng. Đây là điểm mấu chốt vì hôm nay Bộ Công an đã chứng minh được Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ bị sai phạm mà trong khi đó ông Mẫn lại có thể phù phép cho ra được công lao cho Sở và cho bà Giám đốc Sở thì rõ ràng ông Mẫn đã sai. Trước mắt thì Bộ Công an chỉ chú ý tới bà Bùi Thị Lệ Phi, tuy nhiên theo giới quan sát thì ông Tô Lâm đang nhắm vào ông Trần Thanh Mẫn. Đây là hình ảnh vào năm 2013, Sở Y tế Cần Thơ nhận huân chương chiến công hạng 3. Nếu so với sai phạm bị khui ra trên truyền thông, thì việc bắt giữ bà Bùi Thị Lệ Phi và các nhân vật liên quan là một cú tung cước khá nặng vào ông Trần Thanh Mẫn. Được biết, ở thành phố Hồ Chí Minh, để bắt một nhân vật đầy quyền lực như Tất Thành Cang thì chỉ cần công an thành phố ra tay, chứ không phải là Bộ Công an. Trong khi đó, tại Cần Thơ, ông Tô Lâm lại xua quân hùng hậu từ Bộ Công an vào Nam bắt người. Hành động này nói lên rằng ông Tô Lâm đang muốn Bộ Công an lấy lời khai đương sự và cũng làm cho ông Trần Thanh Mẫn không thể moi được tin tức gì về những gì mà bà Phi và các bị can sẽ khai ra. Hốt về Bộ Công an để khai thác, để nắm thóp ông Trần Thanh Mẫn cũng là câu hỏi được đặt ra. Thông thường, những sai phạm của một giám đốc sở thì không cần phải Bộ Công an ra tay và chỉ cần Công an thành phố Cần Thơ là đủ. Người quyền chức nhỏ mà cơ quan lớn ngoài bộ phải vào bắt thì ắt là ông Tô Lâm nhắm tới nhân vật lớn hơn, chứ không phải chỉ nhắm vào bà Giám đốc Sở Y tế đã về hưu. Vào ngày 1 tháng 3 năm 2021, cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can và lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 11 bị can, trong đó bắt tạm giam với 6 bị can gồm Bùi Thị Lệ Phi, nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ, Lương Tấn Thành, nguyên nhân viên Ban Quản lý Dự án Sở Y tế Cần Thơ, Hoàng Thị Thúy Nga, nguyên Chủ tịch Hội đồng Sáng lập Tập đoàn Hành Trình Thành Công Mới, Lê Huy Bình, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn Hành Trình Thành Công Mới và Đoàn Thị Nở, nguyên Trưởng phòng Dự án Công ty Công nghệ cao ETQ, Lê Thành Hưng, nguyên là nhân viên kinh doanh Công ty NSG. Đây là hình ảnh 2 trong số 6 bị can bị Tô Lâm bắt giữ. Được biết, ngoài 6 người bị bắt giữ thì cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an còn cấm đi ra khỏi nơi cư trú với 5 bị can gồm Cao Minh Thu, Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ, Hồ Phương Quỳnh, nguyên nhân viên Ban Quản lý Dự án Sở Y tế Cần Thơ, Nguyễn Duy Hùng, nguyên nhân viên Công ty Cổ phần Thẩm định giá BTC và Nguyễn Quốc Việt, nguyên thẩm định viên Công ty Cổ phần Định giá BTC, Tạ Trường Xuân, nguyên nhân viên Công ty Liên doanh Tư vấn Y tế MediConsul Việt Nam, cùng với tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng được quy định tại khoản 3 điều 222 Bộ luật hình sự vào năm 2015, có sửa đổi bổ sung vào năm 2017. Việc bắt bớ gấp gáp của ông Tô Lâm cho thấy ông muốn làm bất ngờ để những bị can trở tay không kịp. Và điều này cũng nói thêm rằng ông Tô Lâm chưa có đầy đủ bằng chứng nên hốt hàng loạt về điều tra moi thêm những bí ẩn đằng sau. Và số phận những người bị bắt sẽ ra sao trong thời gian tới dưới bàn tay của Tô Lâm? Thực ra mà nói, trong đấu đá cung đình của Đảng Cộng sản Việt Nam thì thông thường những con tốt bị thí, chứ thực sự những con tướng không bao giờ bị hạ. Họ chỉ bị chiếu bí và chịu nhường bước trước đối phương mà thôi. Trong cuộc đấu đá giữa Nguyễn Tân Dũng và Nguyễn Phú Trọng thì chính Nguyễn Tân Dũng là đối thủ chính là bị mất chức mà không hề hắn gì. Trong khi đó thì Trịnh Xuân Thanh, Đinh Là Thăng, Trần Bắc Hà thì bị hạ và có người đã phải chết trong tù. Trong trận so găng giữa ông Dũng và ông Trọng thì đến một ủy viên Bộ Chính trị như Đinh Là Thăng cũng nếu không là con tốt thì cũng là loại xe pháo mã gì đó, nên vẫn có thể bị hạ như bình thường. Tương tự như vậy, trận so găng căng thẳng giữa Tô Lâm và Trần Thanh Mẫn thì bà cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ Bùi Thị Lệ Phi cũng lắm là xe hoặc pháo hoặc mã trên bàn cờ này mà thôi. Rất khó để ông Tô Lâm có thể loại được ông Trần Thanh Mẫn ra khỏi Bộ Chính trị mà chỉ để ngăn chặn tham vọng chiếm lấy chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an của ông Trần Thanh Mẫn đối với ông Tô Lâm. Đây là hình ảnh ông Trần Thanh Mẫn khó xoắn được ngôi được tướng võ biển Tô Lâm. Có thể nói, sau hội nghị Trung ương lần thứ 2 diễn ra vào những ngày sắp tới, khi mà chuyện chia chác chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an giữa ông Tô Lâm và ông Trần Thanh Mẫn xong xuôi,
thì chuyện đấu tố bắt bớ vây cánh của nhau trên mặt báo cũng lắng xuống. Những con tướng rồi cũng sẽ có phần cho riêng của mình. Chỉ tội những quân cờ khác phải chịu trận thay cho những con tướng tham quyền đấu đá lẫn nhau trên sân khấu chính trị đầy lộn xộn ở Việt Nam. Làm chính trị ở Việt Nam là như vậy. Nếu không tham gia lợi ích nhóm thì chẳng bao giờ tiến thân cho được. Còn nếu tham gia vào một lợi ích nhóm nào đó thì có nguy cơ bị thành thí tốt cho những trò đấu đá quyền lực ở cấp trên. Bản chất của nền chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam là như vậy. Thích thì chơi, không thích thì đừng tham gia. Trong ván cờ này khó cho Trần Thanh Mẫn hơn. Vì thế cửa đoạt lấy chiếc ghế bộ trưởng của Tô Lâm rất khó khăn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm đê ngày hôm nay thứ Bảy ngày 6 tháng 3 năm 2021 với bản tin Vì sao Tô Lâm tung cước vào Trần Thanh Mẫn, liệu ai sẽ thắng? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đê.